sở hữu khá nhiều cơ hội trong hiệp 2. Nhưng bây giờ thì Quảng Nam đang phải đứng trước một cơ hội rất nguy hiểm. Có lẽ người dứt điểm sẽ là Patio. Patio! Một đều dành cho Dương Nam Hà Nam Định ở phút thứ 93. Như chúng tôi đã nói, khoảng cách một bàn là rất mong manh và đây là một cơ hội thực sự tốt. Cuối cùng thì Dương Nam Hà Nam Định đã có được bàn thắng trên sân Tam Kỳ. Một đều dành cho Dương Nam Hà Nam Định và người ghi bàn là Patio. Bàn thắng thứ 3 của Patio mùa giải năm nay. Một chiến thắng đã bị Quảng Nam đánh rơi ở những phút cuối. Không có nhiều cơ hội trong chốt hiệp 2. Nhưng cuối cùng, từ một pha đá phạt gián tiếp thì Dương Nam Hà Nam Định đã có được một điểm. Có thể nói là như vậy. Trận đấu có 5 phút bù giờ. Chúng ta cùng xem lại pha dứt điểm rất quyết đoán của Patio. Một pha đưa bóng vào góc cao và không có cơ hội cản phá dành cho Phạm Văn Cường.